Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường cuối con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, lại biết là cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay anh xem đó là trò đùa, cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong những thức em từng hứa. Nếu lời hứa mà em từng hứa với anh hôm nay là dư thừa, thì anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng em tốt với anh, nhưng anh lại yêu một người khác. Tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đổi chết. Sao có thể anh cho em khùng và chia tay em trong dứt khoát? Nhưng em sẽ cắm anh làm em đau, tạo vết thương bên trong thể xác này. Em cắm anh nói yêu em khi điên trong vòng tay người khác, và em cắm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cắm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm anh em so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Em cảm anh nói yêu em khi đen trong vòng tay người khác, và em cảm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cảm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm anh em so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Em cảm anh hay thức khuya đánh liên minh vào 2 giờ sáng. Biết sức khỏe anh không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian. Em cảm anh đi về đêm khi đã không còn em bên cạnh, vì em biết chắc nó không thể cản đi những hạt mưa trên mái tóc mềm. Em biết là anh sẽ hỏi lý tư cách gì em xen vào, thì cũng đơn giản là một con ngốc làm tròn trách nhiệm mặc dù xa nhau. Anh quên đi việc em làm, nếu anh nói em bảo kể công rồi anh sẽ nói là anh không bắt tại sao em làm rồi còn dài dòng. Với nó thì mọi việc khác đó không làm cũng được ghi nhận, mà thôi đâu còn quan trọng nữa, đâu phải chỉ trong vài lần. Đành ngậm miệng để anh vui thôi, nói sao thì chuyện cũng vậy rồi. Chỉ tiếc là không thể tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi. Nhưng cắm thì vẫn cứ cắm mặc dù vẫn biết là 7 phần thừa. Có phải món ăn anh tự tay làm bên trong chiếc hộp không còn chứa? Cảm thấy cắm anh qua đủ rồi, đừng ngày em cắm bản thân em. Em cắm nên không thể cười yêu như ngày mai không anh bên cạnh. Em cắm anh nói yêu em khi đen trong vòng tay người khác, và em cắm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cắm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm anh em so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Em cảm anh nói yêu em khi đen trong vòng tay người khác, và em cảm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cảm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm anh em so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Em cảm anh hơn thua em với ai từng cử chỉ thực tế với giả tạo. Suy nghĩ thử xem anh cần gì. Em cảm khi gặp em anh quay mặt về nơi khác. Tại sao không nhìn thử con đôi vô tâm anh đã tạc? Em cảm anh luôn miệng rằng nhỏ kia tốt hơn em. Người chiếm đoạt kẻ hy sinh thì lấy tư cách gì so sánh? Nói như vậy quá rõ ràng, sự thật không thừa cũng chẳng thiếu. Vì vậy em cảm anh nói với em rằng anh chẳng hiểu. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường cuối con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, là biết là cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh? Daily Production.